để có một ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại nhất của cô dâu và chú rể của chúng ta không thể thiếu những bậc sinh thành của những bậc làm cha làm mẹ. Và ngày hôm nay ban tổ chức chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình nhà gái có bố Lò Văn Tỉnh, Vì Văn Tỉnh, mẹ Lò Thị Nga sẽ cùng lên sân khấu MC Lò Hỏa cũng như MC Anh Thu đến từ bản San Mấn, xã San Mấn. Được đại diện của hai bên gia đình đến đây làm ban tổ chức ngày hôm nay, anh Thu Lò Hỏa xin được thay mặt cho hai bên gia đình cũng như đỡ lời cho cô dâu chú rể xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị quan khách, các vị khách quý đã dành thời gian và ngọc mời mình tới dự buổi đại lễ vô quy của dâu hồng tươi sinh viên cùng chú rể Lò Phương trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc vô bờ bến mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Tình yêu làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn, làm cho đôi tâm hồn chung sự đồng cảm và hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Và ngay hôm nay đây, đôi bạn trẻ của chúng ta không nằm ngoài quy luật ấy. Dạ vâng, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng bước lên một bước nữa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, đứng chính giữa sân khấu này đây là chính là nhân vật chính, chủ nhân của tấm thiệp hồng mà quý vị đang nhờ cầm trên tay đến để chung vui cùng với đôi bạn trẻ, đó chính là chú rể Lò Phương cùng cô dâu Hồng Tươi. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Và kính thưa toàn thể hội hôn, về phía đại chủ hôn của đại diện nhà gái có bố Vì Văn Tỉnh, có mẹ Lò Thị Nga, về phía chủ hôn của đại diện nhà trai có mẹ Lò Thị Khôm, xin mời toàn thể hội hôn chúng ta hãy nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng đại diện hai bên gia đình. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và được sự chấp thuận của hai chính quyền địa phương và sự hợp tác vun vén của hai bên gia đình và đôi bạn trẻ của chúng ta, trong tình người vân vương họ đã đưa con thuyền của mình cập tới một bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu. Và ngày hôm nay đây, nhận được ngày lành tháng tốt, ngày thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2024, tức ngày 19 tháng 10 năm Giáp Thìn, tại gia đình nhà gái đội 5 bản Yên, xã Sâm Mấn. Và ngày hôm nay đây, không để chứng kiến quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố buổi đại lễ vô quy của cô dâu Hồng Tươi, Hồng Tươi Lò Phương xin chính thức được bắt đầu. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn nữa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, ngày hôm nay, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại nhất của hai bạn của chúng ta, Hồng Tươi, Lò Phương. Xin mời hai bạn sẽ cùng bước lên một bước và trao cho nhau những kỷ vật tình yêu của mình. Đó là chiếc nhẫn cưới của đôi bạn trẻ của chúng ta. Vâng, xin mời chú rể, cô dâu chú rể sẽ quay mặt vào nhau và chú rể sẽ quỳ xuống một gối để chứng tỏ, để trao nhẫn cho cô dâu và chứng tỏ tình yêu của mình với cô dâu mãi mãi bền chặt. Xin mời chú rể. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, chiếc nhẫn cưới là một vòng tròn không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, chứng minh cho tình cảm bền chặt giữa hai bạn trẻ của chúng ta. Chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Kính thưa toàn thể hội hôn, việc dựng vợ gả chồng là trách nhiệm của một người cha người mẹ, là một niềm tự hào lớn nhất của quan viên hai họ. Hôm nay nhà gái hân hoan mừng rể thảo, nhà trai hớn hở đón dâu hiền. Anh về làm rể, em về làm dâu. Một tràng pháo tay thật lớn nữa quý vị ơi. Dạ vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay thật rộn rã của toàn thể quý vị đã chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và ngày hôm nay đây là ngày vui, ngày trọng đại nhất của hai con, thì đại diện gia đình hai bên cũng có những món quà để trao cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đầu tiên là món quà của bố mẹ cô dâu sẽ có một món quà thật ý nghĩa nhất để tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời món quà của bố mẹ. Hôm nay hai con hạnh phúc một lòng thoảng đối ước mong. Sau đây ban tổ chức chúng tôi xin mời các bác, các cô, các dì chúng ta có món quà thật là ý nghĩa để chúc mừng cho
hai con hôm nay chúng ta hãy tiếp cận sân khấu để ban tổ chức của tôi có thời gian nhanh hơn ạ. Vâng, xin cảm ơn món quà của bố mẹ, của cô dâu. Sau đây. Vâng, xin cảm ơn một món quà có ý nghĩa thì cả về vật chất lẫn tinh thần dành tặng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn mẹ. Vâng, và tiếp theo đến món quà của gia đình bác Tiến Tâm ạ. Bác thương. Sau món quà của bác thương là món quà của cô Xuân. Món quà của cô Xuân, chúng ta hãy cùng đến với món quà của dì Vân ạ. Gia đình em Ly ạ. Gia đình của là ngày vui, ngày hạnh phúc nhất của Hà nhất. Tiếp cận sân khấu đây đi ạ. Vâng, món quà rất ý nghĩa phải không thưa quý vị? Rất là thiết thực luôn ạ. Dạ vâng, sau món quà của các bác các cô thì gia đình em Thanh Bình đâu ạ? Ê, anh chị, buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, món quà rất là to không ạ quý vị ơi. Ban tổ chức chúng tôi xin mời toàn thể hội hôn chúng ta nổ một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Vâng, xin trân trọng cảm ơn những tràng tất đủ mới điện. Bò tràng điện con trắng sùng mè tràng trùng con trắng nhà ước. Ơ nhà ước biếng đung sùng biếng bà mà biếng bò biếng mè hả hương. Chắc bà quán đề bày phải để đề quà đủ hốc của trắng đại mạc mèn kén quan. Các đi đủ phụ nhìn cả đại quán chủ trắng cưng xu ảo. Đủ phải thấy đại quán báo quán xào chắc cưng xú bò xú mè. Bò mè chắc bà phà khả biết làm đủ đấy khả cái làm đủ tìm. Hùa cái cò cả mà cái cò sờ. Hùa trờ hùa có cò mòn phòng. Sang mần nề sang quán phú quán già. Ơ cò hà đầy mờ ngan nam đi. Bì gần mà khẩn sang quán bốn tàu. Cảm ơn chắc mỏi là đúng lòng ta. Ơ cả tay hoa té xin đúng ta. Cảm ơn bẩm mê ta bát tù xìa ủng dê sầu ảo dê đu. Khải sang mần nề mà ơ sang em già cả hà đầy mờ đi. Ơ đà mi sáng hải đây là khổng nóng lâm rú hảo cánh khăn hội nhưng sao bí này nó bò mê nó hảo chứ mặn chứ đấy nó bú ra tán ai nó 1, 2, 3 uống 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc được không ạ. Sau đây MC anh Thu in hô thật to nào quý vị ơi. Tay cắt từng miếng bánh. Qua tâm thứ nhất là tượng trưng cho sự bắt đầu tình yêu của cô dâu và chú rể. Cô dâu chú rể để cắt đi ạ. Và tầng thứ hai là tượng trưng cho sự vĩnh cửu của tình yêu của đôi bạn trẻ của chúng ta. Và tầng thứ ba tượng trưng cho sự bất vĩnh cửu của tình yêu đôi bạn trẻ. Chúc mừng trăm năm hạnh phúc cô dâu và chú rể. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô dâu và chú rể. Và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cầm ly rượu của mình lên ạ. Và trở ra chính giữa sân khấu để uống rượu giao bôi. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ quay mặt vào nhau và uống rượu giao bôi. Bắt tay lên nhau đi ạ. Đúng rồi, đấy. Xin mời toàn thể hội hôn chúng ta hãy cho cô dâu chú rể một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Vâng, thế là cô dâu chú rể chúng ta đã đủ tiền đủ rào, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ. Xin chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình duyên mãn,
bạc đầu nghĩa phu thê.